Con xin kính chào quý cha, quý sư, quý phái và quý anh chị. Con xin tiếp tục trình bày tông thư Sublimitas et Miseria Hominis của Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp 400 năm ngày sinh của nhà bác học Blaise Pascal. Và con sẽ không làm cái công việc dịch thuật nữa bởi vì ở trong trang mạng của Tổng giáo phận Sài Gòn đã có bản dịch của sư Ngọc Diệp và con chỉ làm công việc và con xin hướng dẫn giải thích một số chỗ mà mình cảm thấy chúng ta cần phải để ý. Và sau đây là phần tiếp theo. À l'origine, je crois pouvoir reconnaître chez lui une attitude de fond que j'appellerais une ouverture étonnée à la réalité. Ouverture étonnée à la réalité, để trong ngoặc kép, đây là cái cách hành văn của Đức Thánh Cha Francisco. Ngài hay nói bằng cách là chúng ta cần phải thấy nó là một cái ẩn dụ, chúng ta phải tìm cách chúng ta dịch, bởi vì Ngài để trong ngoặc kép, tức là nó thực sự cái chữ này nó không có ý nghĩa cụ thể. Ouverture là danh từ của động từ ouvrir, là sự mở ra. Étonné là tính từ, và có ý nghĩa là kinh ngạc, ngỡ ngàng. Và réalité là thực tế khách quan ở xung quanh của chúng ta. Và Ngài để trong ngoặc kép, ouverture étonnée à la réalité, tức là với đôi mắt mở ra một cách ngỡ ngàng nhìn cuộc đời xung quanh, con tạm dịch là như vậy. Và trong câu này chúng ta thấy có động từ qua. Qua nghĩa đầu tiên là tin, như là trong kinh tin kính, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Ở đây không phải là nghĩa là tin, mà nghĩ rằng, tưởng rằng, cho là, và tương đương như là động từ penser. L'origine là khởi thủy. Ngay từ lúc đầu, tôi nghĩ là mình có thể nhận ra nơi ông ta, nơi nhà bác học Blaise Pascal, một thái độ căn bản mà tôi có thể gọi là một sự mở ra nhìn thực tế khách quan bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Con xin tạm dịch như vậy bởi Đức Thánh Cha để trong ngoặc kép thì chúng ta cũng có thể dịch một cách bằng trong ngoặc kép. Nhưng ở đây con xin có một cái điều đối chiếu là ở trong bản dịch của Sơ Ngọc Diệp thì là vì lý do này tôi tin thật rằng phù hợp khi mô tả Pascal là một người tạo được ấn tượng bằng một thái độ cơ bản là kính sợ và cởi mở với mọi thực tại. Thì trong này con thấy thứ nhất là l'origine thì không phải là vì lý do này. L'origine là ngay lúc đầu, ngay thoạt đầu tiên thì tôi đã nghĩ rằng, chứ không phải là tôi tin rằng, và sự thật là phù hợp khi mô tả Pascal như một người tạo được ấn tượng bằng một thái độ cơ bản là kính sợ. Hoàn toàn cái đoạn này là hoàn toàn không có ở trong nguyên tác, là chúng ta thấy không có cái chữ kính sợ và cũng không có chữ là đối chiếu với nguyên tác thì chúng ta không thấy có cái chữ nào là chữ kính sợ ở trong cái câu đầu tiên từ chỗ này tới cái chấm hết. Rồi động từ qua đây nghĩa là tin, tin thì là phải tin, một là đi với conjunction cờ tôi tin rằng, hoặc là tin nơi cái gì hay tin nơi ai, je crois à quelque chose, je crois à quelqu'un, hoặc là je crois en quelqu'un, chứ không thể mà je crois đi với động từ nguyên thể mà dịch là tin được. Tại vì nếu mà dịch là tôi tin rằng thì chỗ này là qua cờ, tôi tin rằng cái chuyện này nó sẽ thành công. Ví dụ như vậy thì ở đây phải có cờ, nhưng mà không có thì chúng ta không thể dịch là tin được. Tôi nghĩ là tôi có thể, như vậy pouvoir với qua là cùng một chủ ngữ. Tôi nghĩ là tôi có thể, động từ reconnaître là nhận ra một cái thái độ, động từ nhận ra reconnaître là nó có đối tượng trực tiếp, nhận ra một cái thái độ căn bản ở nơi ông ta. Và cái thái độ căn bản này mà đây thì là pronoun relative này, mà tôi có thể gọi, động từ appeler là gọi, gọi một cái gì, và đây tác giả nguyên tác dùng là Đức Thánh Cha dùng là conditionnel, là tức là một cách dè dặt, tôi có thể tạm gọi là một sự nhìn thực tế xung quanh bằng đôi mắt ngỡ ngàng, đôi mắt ngạc nhiên. Như vậy con thấy cái chỗ này là nếu mà dịch là tôi tin rằng thật phù hợp, chúng ta cũng thấy không thấy có chữ phù hợp. Khi mô tả, chúng ta cũng không thấy động từ mô tả, như người tạo ra một ấn tượng, con cũng không thấy cái chỗ nào là ấn tượng cả. Tôi nhận ra người, nơi ông ta một cái thái độ căn bản mà tôi tạm gọi, cái thái độ đó là một cái sự nhìn đời bằng đôi mắt ngạc nhiên. Như vậy con thấy có một cái sự khác biệt ở trong cái câu này nhé. Ouverture aux autres, dimension du savoir,
et de l'existence, ouverture aux autres, ouverture à la société. Ở trên cái tiền đề nói là ouverture là sự mở ra, mở con mắt, mở tâm hồn, mở cõi lòng mình ra. Thì ở đây lặp lại mấy lần này, và việc mở ra cho những cái chiều kích khác của kiến thức, mở và sự hiện hữu, mở ra cho tha nhân, mở ra cho xã hội. Par exemple, c'est il est à l'origine à Paris en 1661 du premier réseau de transport public de l'histoire, les carrosses à cinq sols. Ở đây giúp cho ta đọc lại lịch sử cuộc đời của Pascal, thì ông ta vào năm 1661 thì ông ta cùng với một ông bá tước khác, hai người này đã có một cái dự án là lập ra một cái hệ thống chuyên chở công cộng ở Paris bằng xe thổ mộ. Carros thời đó chưa có xe xe chạy bằng hơi nước, xe chạy bằng ngựa kéo. Thì ở Paris lúc đó là người ta tự đi bộ, người ta tự tìm xe đi. Thì bây giờ hai ông này, ông Pascal và một nhà bá tước khác, nghĩ ra lập ra, chúng ta tạm gọi là lập ra một cái công ty đi, cùng gồm có các cái xe thổ mộ, các cái xe con ngựa kéo để chuyên chở hành khách với giá là 5 xu đồng đều cho mọi tuyến đường. Như vậy ở đây Đức Thánh Cha nói là, ví dụ tôi nói một cái ví dụ như thế này, ở Paris năm 1661, ông ta, tức là ông Pascal, đã là người đầu tiên nghĩ ra cái hệ thống chuyên chở công cộng ở trong lịch sử trước đó chưa ai có hết. Ông này là người đầu tiên, và hệ thống chuyên chở công cộng này dùng các cái xe kéo bằng ngựa với giá là 5 xu. Và đây con xin đánh màu vàng cái chỗ này, bởi vì nó sẽ xuất hiện ở trong đoạn này và trong các cái đoạn khác nhiều lần nữa. Si je mentionne cela au début de cette lettre, c'est pour insister sur le fait que. Chúng ta thấy si đi với c'est pour que, si đi với c'est parce que, hoặc là c'est pour que, sở dĩ là vì. Sở dĩ ngay từ đầu lá thư này tôi đã kể tới cái chuyện này, cái chuyện mà ông ta mở ra một cái công ty chuyên chở công cộng đó. Sở dĩ ngay từ ở đầu lá tông thư này tôi đã kể ra, thuật lại cái chuyện này, đó là nhằm cái mục đích là nhấn mạnh tới cái sự việc là, ở đấy chúng ta thấy con tạm dừng ở chỗ này, như vậy ở trong bản dịch con thấy nó là không có dùng c'est parce que là như vậy. Ví dụ vào năm 1661, ông là người khởi xướng hệ thống giao thông công cộng đầu tiên trong lịch sử, được thực hiện ở Paris với cỗ xe 5 xu. Và ở đây dịch giả dịch là, nếu tôi đề cập đến điều này ở phần đầu của tông thư thì không phải là để nhấn mạnh rằng sở dĩ tôi làm việc này là do, chứ không phải là nếu tôi làm việc này thì. Sở dĩ tôi làm việc này, lý do, cái chữ si và trong chấm chấm, c'est parce que, nói lên một cái nguyên nhân. Sở dĩ ngay từ đầu lá tông thư này, lá thư Supremitas này, tôi đã nêu ra cái sự kiện ông ta là người lập ra một cái hệ thống công công, là bởi vì tôi muốn nhấn mạnh rằng, và đây con xin nhấn mạnh là đây nó có một cái sự mà theo con nó là phản nghĩa đó. Ở đây là trong nguyên tắc nói là tôi đã nêu lên như vậy để mà buộc, là nói mục đích để mà nhấn mạnh tới cái sự việc là như sau. Ni ni nơ, ngay cả cái việc ông ta ngay cả cái việc mà trở lại với Chúa Kitô, nhất là ở khởi đầu từ cái tác phẩm Đêm Lửa đó, vào ngày 23 tháng 11 năm 1654, ngay cả cái việc này và ngay cả cái cố gắng về trí thức đặc biệt của ông ta để bảo vệ đức tin công giáo, ngay cả cái này và ngay cả cái này cũng không hề làm cho ông ta là một người bị cách ly với thời đại, với thời cuộc. Ông ta vẫn sống cùng với mọi người khác, cùng với tha nhân, cùng với người xung quanh, chứ không phải là ông ta là một người đi ngoài, là bởi vì chúng ta vừa nói bên trên này, ông ta là người đầu tiên hết thảy trong lịch sử public de l'histoire, du premier réseau transport public de l'histoire. Trước đó trong lịch sử người ta chưa hề hình dung ra, người ta chưa hề mường tượng ra được là trong một cái thành phố có một cái hệ thống giao thông công cộng, bỏ 5 xu là xe nó chở mình đi chỗ này chỗ kia. Ông ta là người đầu tiên như vậy. Như vậy ông ta có phải là người ngoại lệ không? Không phải. Đức Thánh Cha nói là ông ta không phải vì thế mà ông ta bị coi là một, đã làm cho ông ta phe đời này. Chính những cái chuyện này này mà làm cho ông ta trở thành một con người phe đời lũy. Chúng ta đã có dịp gặp cái chuyện này nhiều lần. Phe
Ken cửa sổ rồi đời Ken cửa sổ rồi. Không phải những cái này mà biến ông ta trở thành một người bị cách ly ra khỏi thời cuộc, ra khỏi thời đại. Như vậy con thấy ở trong bản dịch này nó hoàn toàn là khác và con thấy rất lấy làm tiếc. Nó sẽ như thế này: nếu tôi đề cập đến điều này ở phần đầu của thông thư thì không phải là để nhấn mạnh rằng, thực sự ra là để nhấn mạnh chứ không phải là nhấn mạnh. Cái chỗ này đáng lẽ con phải ghi màu đỏ, hoàn toàn là ngược nghĩa. Con xin nhắc lại bởi vì đây là một điều rất quan trọng và làm cho người đọc có thể hiểu lầm. Con xin dịch lại, cái chỗ này rất là quan trọng. Nếu sở dĩ ngay từ đầu lá thư tôi đã kể là cái chuyện này, đó là để nhấn mạnh rằng, đó là để nhấn mạnh rằng, nhờ bên dưới thì lại để là nếu tôi đề cập đến điều này ở phần đầu của thông thư thì không phải là để, là để chứ không không phải. Như vậy là con thấy theo ý kiến riêng của con thì nó là một cái sự phản nghĩa, là để nhấn mạnh rằng việc Pascal trở lại với Đức Kitô bắt đầu từ đêm lửa, tác phẩm đêm lửa ngày 23 tháng 11 1654, cũng như nỗ lực trí tuệ phi thường của ông để bảo vệ Đức Kitô đã khiến ông trở thành một người bị cô lập trong thời đại của mình. Như vậy hoàn toàn là ngược lại rồi. Không phải ông ta là một người có một cái đầu óc siêu việt, ông ta đã nghĩ ra một cái chuyện gì mà trước đây chưa hề có. Ông ta là người đầu tiên hết thảy ở trong lịch sử, nhưng mà không phải vì thế mà ông ta trở thành một con người bị cô lập trong thời đại của mình. Như vậy là Đức Thánh Cha nhấn mạnh chuyện này chứ không phải là để nhấn mạnh. Il était thì anh pha phê, hồi đó ông ta đã attentif là tính từ, attentif là chú ý, chú tâm, đã quan tâm. Il était attentif và tính từ attentif đi với giới từ à, và ở đây chúng ta có hai giới từ à. Trước hết ông ta đã quan tâm chú ý tới những vấn đề gai góc nhất của thời đại, và ông ta đồng thời cũng quan tâm tới những nhu cầu vật chất của tất cả mọi thành viên ở trong xã hội mà ông ta đang sống. Như vậy tính từ attentif đi với hai chuyện, ông ta quan tâm để ý chú ý tới cái chuyện này và cả cái chuyện này nữa. Những vấn đề gai góc nhất là những vấn đề về tâm linh, ông ta là nhà triết học, nhưng mà đồng thời ông ta cũng để ý tới những cái nhu cầu vật chất của tất cả những thành viên trong xã hội. Tức là ông ta lập ra một cái công ty xe ngựa, đâu phải là cái chuyện triết lý, một cái chuyện gì về cao xa, một cái chuyện về liên quan tới các nhu cầu vật chất của xã hội hiện đại. Như vậy ông ta quan tâm tới cả những cái vấn đề gai góc nhất, khó khăn nhất, đồng thời cũng có quan tâm tới các nhu cầu vật chất. Ở đây con thấy cái phần dịch thuật thì cũng giống như con vừa mới nói, nhưng mà con chỉ tiếc là chỗ thầy nó ở trên nó có cái chấm. Ông ta đã quan tâm như vậy ở trên Đức Thánh Cha vừa mới nói, ông ta đã làm cái công việc là liên quan tới giao thông công cộng. Ông ta là một người luôn quan tâm, attentive, quan tâm đến, một là đến này, đến những vấn đề cấp bách nhất của thời đại. Và ở đây con không thấy, thực sự đây cũng phải đánh tô màu vàng, không phải cấp nhất của thời đại, cấp thiết, những vấn đề gai góc nhất của con người đó, chứ không phải của thời đại. Ở đây chúng ta coi lại, ông ta là một nhà triết học, ông ta để ý tới những cái chuyện mà au problème le plus aigu de l'époque, của thời đại này, những cái vấn đề mà rất là quan trọng đó, và đồng thời cũng quan tâm tới những cái gì rất là cụ thể liên quan tới mọi thành phần trong xã hội mà ông ta đang sống. Cette ouverture à la réalité a fait qu'il ne s'est pas fermé aux autres, même durant sa dernière maladie. Dernière maladie là cơn bệnh cuối cùng. Như vậy cho chúng ta thấy là trong cuộc đời của Pascal, Pascal cũng bị nhiều nhiều cái, nhiều những cái lúc, những cái năm tháng bị bệnh rồi, và đây là cơn bệnh cuối cùng. Cái việc mà mở ra với thực tế đó thì đã làm cho ông ta không có nhắm mắt với những người khác. Ông ta nhìn nhìn đời bằng cái con mắt rất là thực tế, ngay cả khi ông ta ở trên cái giường bệnh vào những giây phút cuối cùng. C'est de cette époque, alors qu'il avait 39 ans, que l'on rapporte ses paroles qui expriment l'état final de son parcours évangélique. Ở đây con thấy là cái chữ xe với cả để nhấn mạnh chính vào cái thời kỳ mà ông ta được 39 tuổi, thì người ta đã báo cáo lại rằng, động từ rapporter là kể lại, là báo cáo lại những cái lời này, và cái lời này đã diễn tả cái giai đoạn cuối cùng của hành trình trần thế của ông ta.
Si les médecins disent vrai et que Dieu permette que je relève de cette maladie, je suis résolu de n'avoir d'autre occupation ni d'autre emploi tout le reste de mes jours que le service des pauvres, autre que, để chúng ta thấy này, autre thì với que, autre không có gì khác hơn là, chúng ta thấy ở đây có cái sự so sánh, còn tô đậm cái chữ autre, autre là khác, khác với cái gì, và ở đây chúng ta cũng có cái tính từ résolu, résolu là quyết tâm. Nếu các y sĩ nói thật và nếu Chúa muốn cho tôi được khỏi bệnh, relever the, từ cái tình trạng đang bệnh tật mà đứng lên được, relever the, mà nếu tôi lành bệnh thì tôi quyết tâm rằng de ne de navoir d'autre, tôi quyết tâm là không có một cái bận tâm nào khác hơn là, hoặc là không có một cái công việc nào khác hơn là trong cái phần cuối của tôi là phục vụ người nghèo. Il est touchant de constater que il, này là vô nhân xưng, thật là cảm động khi quan sát, khi nhận thấy rằng dans les derniers jours de sa vie, vào những ngày cuối đời của mình, un penseur aussi brillant que Blaise Pascal ne voyait pas d'autre urgence que de mettre son énergie au service de la miséricorde. Không có gì, và rất là cảm động, xúc động khi nhận thấy rằng vào những ngày cuối đời thì cái nhà tư tưởng, penseur là một tư tưởng gia, một nhà tư tưởng mà lỗi lạc như Blaise Pascal, thì không thấy có cái gì cấp bách hơn là phục vụ, đặt tất cả cái năng lực của mình, cái năng lượng của mình để phục vụ cho lòng thương xót. L'unique objet de l'écriture est la charité. Bởi vì đối tượng duy nhất của Kinh Thánh đó là đức bác ái. Ở đây chúng ta lại thấy có ông được cho là đã nói. Ở đây không phải là được cho là, bởi vì động từ rapporter dùng ở present này là cái chuyện mà xác xác thực, và ở dùng ở indicative có thật chứ không phải là được cho là. Ở đây tại thời điểm này, giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình trần thế, ông được cho là đã nói, thực sự này là có thật, đã ghi ở trong trong sách vở, ông ta đã nói như thế này chứ không phải là được cho là. Nếu được cho là nó có chuyện gì ở thời cổ đại xa xưa, không còn bút tích, không còn cái ghi dấu vết thì người ta mới nói là được cho là. Ở đây rõ ràng được ghi lại, chắc là có người đã chứng kiến, đã ghi lại ông ta nói rành rành như thế này, thì không thể dịch là được cho là, người ta đã thuật lại những cái lời lẽ mà ông ta nói vào cái giai đoạn cuối của đời mình, người ta đã thuật lại rapporté. Chẳng hạn như một nhân viên rapporté một cái chuyện gì ấy cho cấp lãnh đạo là chuyện có thật chứ không phải là được cho là. Một nhân viên báo cáo về công việc đang làm của xưởng, của nhóm cho lãnh đạo, cho ban giám đốc thì là rapporté, là báo cáo, chứ không thể dịch là được cho là. Và ở đây trong thông thư nói là khi thấy một tư tưởng gia lỗi lạc như Pascal mà vào cuối đời thì lại nói một cái câu như vậy. Nói một câu là chỉ có mang tất cả năng lượng của mình để phục vụ cho lòng thương xót, tức là đi giúp đỡ người khác. Thì ở đây là tư tưởng gia, un penseur brillant, không phải thiên tài vĩ đại. Thì ông ta thực sự là thiên tài ấy. Nhưng mà nếu chúng ta dịch sát theo ngôn từ của thông thư, un penseur là một tư tưởng gia. Và trong thế giới, trong lịch sử nhân loại không có mấy ai được gọi là tư tưởng gia. Còn thiên tài, chẳng hạn như Edison người Mỹ, ông ta có 10.000 cái phát minh, ông ta là thiên tài nhưng mà không phải là tư tưởng gia. Ông ta phát minh ra nhiều thứ, từ điện thoại cho tới bóng đèn, tất cả bao nhiêu là bằng phát minh, ông ta là một thiên tài. Nhưng mà không ai nói là là penseur hết. Penseur rất ít người được gán cho cái chữ này. Như vậy chúng ta dùng chữ thiên tài vĩ đại ấy, thì cũng không phải là quá sai, nhưng mà không đi sát được với nguyên tắc một người tư tưởng gia, tức là có những cái tư tưởng siêu việt đó, lỗi lạc như Blaise Pascal mà cuối đời thì lại nói một cái câu là tôi chỉ mong mang tất cả cái năng lượng ở trong con người của tôi ra để phục vụ cho người nghèo. Và kính thưa quý cha, quý sơ, quý phe và quý anh chị, con xin tạm dừng ở đây tại vì nó cũng khá dài và con sẽ tiếp tục. Nhưng mà trước khi chấm dứt thì con cũng xin nói lại, kẻo rồi con cũng hơi áy náy, là bởi vì khi mà trình bày bức tông thư này thì con chỉ có hai ý. Ý thứ nhất là một tông thư mà quá dễ đọc. Thường thường mình nghe tông thư là những cái chuyện gì rất là cao xa,
Nhưng mà con đọc hay con thấy nó tương đối dễ đọc. Và cái thứ hai là đề cập tới một nhà bác học mà chúng ta ít nhiều đều biết, Blaise Pascal, là chúng ta ít nhiều đều nghe nói tới nhà bác học này. Do đó con đã tò mò, con trình bày đi đọc và con sẽ cố gắng trình bày. Và bên cạnh việc đó thì con lại tìm ra được cái bản dịch của trên trang mạng của Tổng giáo phận Sài Gòn. Nhưng mà sao con chỉ dùng cái bản dịch này để đối chiếu thì con khỏi phải làm cái công việc dịch thôi. Thế nhưng mà khi con làm cái công việc đối chiếu đó thì quả thực là có nhiều chỗ nó theo ý con thì cũng không có ổn. Và con đã lôi ra những cái chuyện này thì lại đâm ra rất là áy náy. Bởi vì đây là một bài được đăng trên chính thức ở trên trang mạng của Tổng giáo phận Sài Gòn. Thì đâu phải là một cái chuyện bỡn cợt. Nhưng mà vẫn có những cái hạt sạn như thế này. Và con khẳng định là cái chỗ này là không có thể, những cái chỗ con tô màu vàng này rất ngay như trong cái đoạn này là không thể dùng hai cái chữ này được. Một sponsor như con vừa mới nói là một ít người trong lịch sử nhân loại được gắn cho cái chữ là sponsor, tư tưởng gia. Và đây còn thiên tài thì không quá sai, nhưng mà thiên tài vĩ đại thì rất là nhiều, nhiều người được gọi là thiên tài, nhưng mà ít người được gọi là sponsor thì chúng ta phải dịch cho sát cái chữ này, một tư tưởng gia lỗi lạc như Blaise Pascal. Và chẳng hạn như cái chỗ mà con tôm màu vàng đây được cho là một có gì nó có một cái sự dè dặt, được cho là tức là chúng ta không có xác quyết được, không có bằng chứng, nhưng mà đây rõ ràng rành rành là dùng động từ rapporter, người ta đã thuật lại kể lại những cái lời này đã diễn ra vào cái thời kỳ mà lúc đó ông ta được 39 tuổi và ông ta đang nằm trên giường bệnh và có lẽ vào cái giai đoạn cuối của cuộc đời của ông ta. Như vậy rapporter là cái chuyện có thật, không thể dịch là được cho là. Giờ chúng ta nếu mà không để ý tới nguyên tác đọc ra thì thấy nó có vẻ cũng được, nó cũng xuôi ấy, nhưng mà thực sự nó không có đúng như là nguyên tác, bởi vì phải cố gắng đi sát với nguyên tắc. Con xin cảm ơn và con xin kính chào tất cả mọi người.